Hiện tại thì người bị suy thận chỉ có hai lựa chọn, một là chạy thận hàng tuần, hai là ghép thận của người khỏe mạnh hiến tặng. Tuy nhiên, việc chạy thận thì vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Còn ghép thận thì cũng rất là khó vì số lượng bệnh nhân quá nhiều, trong khi mà số người hiến thận thì rất là ít. Đó là chưa kể ghép được rồi nhưng mà chưa chắc đã phù hợp và bị cơ thể đào thải. Và tôi cũng không biết rằng liệu rằng chúng ta có còn lựa chọn thứ ba nào không? Vâng, chị Trà thân mến, theo tôi được biết thì có một lựa chọn thứ ba, đó là ghép thận sinh học nhân tạo, hay còn được gọi đó là thận điện tử. Thiết bị này thì được chế tạo thành công vào đầu năm ngoái và đang được thử nghiệm trên người. Nếu như mà vượt qua được các thử nghiệm thì nó sẽ là cứu tinh cho các bệnh nhân suy thận khi mà không cần phải lọc máu, chạy thận mà vẫn có thể sinh hoạt như người khỏe mạnh. Các nhà khoa học tại khoa thận Đại học California của Mỹ đã chế tạo thận sinh học với cấu tạo gồm những con chip lọc siêu nhỏ và tế bào thận sống được điều khiển bởi chính tim của bệnh nhân. Thận nhân tạo với kích thước không lớn hơn một tách cà phê có thể thực hiện những chức năng chủ yếu của thận trong cơ thể người như là lọc chất độc khỏi máu, điều tiết huyết áp và sản xuất các loại vitamin D cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là loại thận này rất bền, có thể hoạt động liên tục vài chục năm mà không cần thiết bị bơm hay là pin cung cấp năng lượng. Thận nhân tạo không chứa mô sống nên không sợ bị đào thải do cơ chế miễn dịch của cơ thể. Sau khi thành công trên lợn và chuột, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ thử nghiệm thành công thiết bị này trên người vào cuối năm nay.